Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test cho quý vị xem con Pioneer QX 949 và loa Kenwood KL777A. Đây vị, một model cũng khá cao cấp hãng Kenwood quý vị. Đối với những dòng loa này, quý vị nghe nhạc vàng, bolero và cối chài thì tuyệt vời ha quý vị. Ghép với những con Blue Receiver như thế này. Và con QX949 thì nó rất là khỏe quý vị, nó để đánh được rất nhiều loa, loa bass 30, 40, thậm chí những dòng hát karaoke quý vị cũng đánh được luôn quý vị ha, những dòng loa như Sanvin Vega. Đây quý vị, loa Kenwood này thì bass 40 nha quý vị, hai trung, hai chép và một siêu chép. Và đây là con Pioneer QX949 size 55cm nha vị, size 55cm, chiều sâu khoảng 40cm. Vỏ gỗ vintage rất là sang trọng. Mặt rất là đẹp ha. Thì chỉ có một cái vết chỗ này nha vị, vết chỗ này. Con này á thì em bán cho khách dùng được 10 ngày quý vị. Không hợp chất âm, không hợp tai. Chung là ghép loa không hợp hay không hợp tai đó, thì khách đổi sang con khác thì chịu lỗ, thì em cũng bán lùi giá lại cho quý vị dễ sở hữu luôn. Con này hôm nay em bán giá 13 triệu nhé, 13 triệu và vẫn là tình trạng nguyên zin, hoạt động hoàn hảo hết. Nó xài 4 dòng điện nha quý vị. Trăm won 120, 130, 222. Em đang để điện 220 nha quý vị. Quý vị về lưu ý cắm 220 ha. Tất cả là đẹp hết quý vị ha. Ruột gan nội thất thì em có quay hết rồi. Thì 13 triệu đô la Kenwood KL777 rất là đẹp. Em cũng có quay rồi. Thì giá 13.500.000 bao ship toàn quốc. Bộ này là cực kỳ hợp không quý vị. Bộ này là quý vị mang về là không cần phải tìm, không cần phải gì hết. Nguyên bộ này quý vị về cứ bê về là tuyệt vời ha. Con này đánh với những dòng Kenwood 777 này đánh rất là tuyệt vời luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.